Hi, mình là Smile, mình là một người hướng nội. Như thế nào thì là người hướng nội? Những người nhút nhát, ít nói, nhạt nhẽo, thiếu tự tin và tiêu cực. Những hiểu lầm này thật ra cũng đúng, ít nhất là với mình. Nhưng đó là khi mình chưa thực sự hiểu rõ về tính cách của bản thân và chưa biết khai thác sức mạnh của người hướng nội. Cũng giống như bạn được tặng một chiếc máy đắt tiền mà bạn không biết sử dụng. Bạn nghĩ hình như nó hỏng rồi và bạn cất nó vào trong kho. Mỗi chúng ta đều có phần hướng nội và hướng ngoại, chỉ là chúng ta thiên về bên nào hơn. Mà thực ra thì hướng nào cũng không quan trọng bằng việc chúng ta hiểu và tôn trọng tính cách của bản thân, quan sát cách mà chúng ta đối diện và tương tác với thế giới bên ngoài. Điều gì có thể làm cho mình vui? Mỗi chúng ta đều rất đặc biệt theo những cách riêng và cần rất nhiều thời gian để chúng ta có thể hiểu về chính mình. Nếu để kỹ, bạn sẽ thấy có rất nhiều người hướng nội ở xung quanh mình. Kể cả những người rất sôi nổi và nói nhiều cũng có thể là người hướng nội. Họ sẽ cần sạc lại năng lượng sau khoảng thời gian hoạt động hết công suất ấy. Và những lúc như vậy thì chỉ có họ mới biết. Theo mình, hướng nội đơn giản là những người có nguồn năng lượng chảy vào trong, thích tận hưởng khoảng thời gian ở một mình. Chúng mình cũng đều có những điểm khác biệt, không phải người hướng nội nào cũng hoàn toàn giống nhau. Từ khi còn nhỏ, mình đã nhận ra mình ít nói hơn những đứa trẻ khác. Có cái gì đó rất lạ. Chẳng rõ đó là gì, mình tự hỏi liệu mình có đang gặp vấn đề gì không. Mình rất ám ảnh với những lời nhận xét, ít nói, trầm tính, chậm chạp từ mọi người xung quanh, từ gia đình, thầy cô, từ những người hàng xóm. Có những lần mình bị trêu chọc vì ít nói, mình gần như phát điên lên, chỉ muốn hét lên rằng tại sao mọi người không yên lặng hơn một chút. Nhưng đó rốt cuộc chỉ là trong suy nghĩ, mình đã đáp lại bằng sự im lặng và chỉ cười trừ cho qua. Những đứa trẻ ngây thơ có thể bị tổn thương và tự ti đến nhường nào chỉ vì những lời nói vô tình ấy. Đã có lúc mình nghĩ, vì sao những tính từ đó lại mang nghĩa tiêu cực? Vì sao nó lại là những điểm yếu mà chúng mình cần phải thay đổi để rồi đánh mất chính mình? Mình tin rằng nhiều bạn còn có những băn khoăn như vậy và vẫn đang đi tìm câu trả lời. Có lẽ đó cũng chính là lý do mình luyên thuyên ở đây, để chúng mình hiểu nhau và để hiểu rằng chúng mình không làm gì sai cả. Trước đây mình không có nhiều bạn và cũng không có người bạn nào thật sự quá thân thiết. Cảm giác như nó luôn tồn tại một tấm rào ngăn giữa mình với những người khác vậy. Những mối quan hệ xung quanh chỉ dừng lại ở mức để mình cảm thấy đủ an toàn, đủ có không gian riêng và đủ để giữ nhiều bí mật cho riêng mình. Mình đã cảm thấy cô đơn và bị mất kết nối ở thời điểm đó. Còn tới bây giờ mình đã có thể nói rằng mình có khá nhiều những mối quan hệ tốt đẹp. Không quá nhiều, nhưng đó đều là những mối quan hệ mình cảm thấy đủ chân thành. Mình cũng có những người bạn thân để chia sẻ, để cùng nhau trải qua những khoảnh khắc trùng trình hay hạnh phúc, để cùng nhau chiêm nghiệm những điều mà chúng mình học được từ những chuyện đã và đang xảy ra. Nhưng mình vẫn còn muốn giữ nhiều chuyện chỉ cho riêng mình, vì mình là như thế. Nếu bạn không có người bạn nào, nhưng bạn vẫn đang tận hưởng những khoảng thời gian với riêng mình, thì điều đó cũng chẳng có gì là sai. Có lẽ đến một lúc phù hợp, bạn sẽ học cách mở lòng sẻ chia, cho và nhận, quan tâm tới những người khác và có những người bạn thật quý giá. Đôi lúc có thể bạn sẽ thấy là một người hướng nội chẳng dễ dàng chút nào. Sự nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều có thể khiến chúng mình dễ bị tổn thương chỉ với một cử chỉ hay lời nói vô tình của người khác. Họ chẳng nhớ, thậm chí họ chẳng biết họ đã làm gì để khiến bạn tổn thương cả, mà chỉ là chúng mình lựa chọn tự ôm ấp những nỗi buồn đó mà thôi. Trải qua cảm giác bị tổn thương không dễ chịu chút nào, nên chúng mình cũng rất sợ làm người khác bị tổn thương như vậy.
người hướng nội thiên về cảm xúc và suy nghĩ nhiều, nên dễ bị cuốn theo những suy nghĩ tiêu cực mà khó có thể thoát ra được. Mình nghĩ đó là lý do vì sao nhiều người lại nghĩ hướng nội là tiêu cực. Điều mình học được là luyện tập để buông, để suy nghĩ đơn giản, nhìn mọi thứ theo đúng bản chất của nó và tự quyết định hạnh phúc của mình, không kỳ vọng vào bất cứ một ai. Sẽ có lúc những người bên cạnh bạn không thể hiểu được bạn đang nghĩ gì. Sẽ có lúc họ trách móc vì sao bạn không chia sẻ nhiều cho họ, vì sao bạn lại im lặng đến như vậy. Sẽ có lúc bạn không ngờ rằng chính tính cách bình thường của bạn lại không được người khác chấp nhận. Họ nghĩ đó là vấn đề của bạn và bạn cần phải nói nhiều hơn. Nhưng không sao cả, vì đó là điều họ nghĩ là đúng. Còn chúng mình cũng có những chính kiến riêng. Chúng ta không thể thay đổi người khác nếu họ thật sự không muốn. Trong công việc và các hoạt động xã hội thì giao tiếp và kết nối là điều cần thiết. Nhưng ở bên ngoài cuộc sống đời thường, mình sẽ không cố gắng nói nhiều nếu mình không muốn nói. Mình tôn trọng tính cách của mình và mình yêu nó. Mình thích sự tĩnh lặng của tâm hồn mình. Mình thích sống chậm và tận hưởng từng hoạt động bình thường trong ngày. Bạn mình nói với mình, tôi thấy ba làm gì cũng chậm á. Mình nghĩ đó là một lời khen. Mình ít nói nhưng cũng có khi nói rất nhiều. Đó là khi mình ở cạnh những người mình cảm thấy thân thuộc. Những cuộc trò chuyện xã giao với những người không quá gần gũi thường hút cạn năng lượng của mình rất nhanh. Nên mình sẽ mỉm cười, chào hỏi nhẹ nhàng rồi lặn mất. Nếu cảm thấy chưa có cùng chủ đề và hứng thú để nói chuyện với người đó. Bởi vậy mà chỉ cần nhắc đến Tết thôi là mình đã thấy rất sợ rồi. Mình rất sợ Tết. Mình thật sự rất sợ. Mình tin là các bạn hiểu cảm giác đó là như thế nào. Thỉnh thoảng mình hay nghĩ thế giới này liệu có cách nào đó để chúng mình có thể hiểu nhau mà không cần nói có được không? Mình thích và cần có không gian riêng. Mình thích đi dạo một mình, đi chợ, đi ăn, đi biệt một mình. Điều đó không có nghĩa là mình không thích chơi với ai cả. Mình vẫn là một thành viên rất tích cực tham gia trong những buổi đi chơi với nhóm bạn của mình. Chỉ đơn giản là mình rất trân trọng cảm giác ở một mình. Nó thật sự rất tuyệt. Khi cảm thấy cần sạc năng lượng, mình sẽ từ chối gặp mọi người và dành thời gian cho chính mình. Chỉ cần đeo tai nghe và bật một bài nhạc chill nhẹ nhàng, rồi tha hồ mơ mộng trong trí tưởng tượng của một đứa hướng nội. Tất cả mọi thứ lúc đó với mình đều đẹp lung linh. Nắng vàng xuyên qua kẽ lá, gió thổi bay những cánh hoa xuống mặt cỏ. Mình đang ở trong bộ phim của cuộc đời, mà mình là nhân vật chính. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt trong ngày cứ chậm chậm trôi. Mỗi ngày dù vui hay buồn đều thật tuyệt vời và ý nghĩa. Là một người hướng nội là điều tuyệt vời nhất mà mình được trải nghiệm. Khi mình dành đủ thời gian để đọc và hiểu hướng dẫn sử dụng chiếc máy đắt tiền này, thì cuộc sống của mình bước sang một chương hoàn toàn mới. Mình nhìn cuộc sống được ghi lại qua những trải nghiệm, cảm xúc và những bài học. Bạn đã bao giờ cảm thấy dù trải qua rất nhiều mất mát, tổn thương và tuyệt vọng, nhưng bằng một cách nào đó, những cảm xúc ấy lại thật đẹp. Những nỗi buồn, nỗi đau, áp lực, sợ hãi là để chúng ta cảm nhận được hạnh phúc là như thế nào. Như thầy Thích Nhất Hạnh đã từng nói, không có lúc đói thì sẽ chẳng cảm nhận được hạnh phúc khi được ăn no. Không có buồn thì sẽ chẳng có sen. Không quan trọng mình là ai, mình ở đâu, mình có những gì, mà điều quan trọng hơn cả là mình đang cảm thấy như thế nào. Mình thích quan sát, lắng nghe và đối thoại với chính mình trong tâm trí. Những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau, có những câu hỏi và rồi cũng sẽ có những câu trả lời. Có lẽ vì vậy nên đối với mình, ở một mình không phải là điều gì tồi tệ, mà đó là lúc mình cảm thấy
thoải mái nhất, chân thật nhất. Chúng ta không cô đơn vì không có ai bên cạnh. Cô đơn là khi ta không hiểu chính mình. Đừng so sánh bản thân mình với những người ở ngoại, cũng đừng cố gắng để trở thành một người khác và đánh mất chính mình. Bạn chỉ có thể tự tin và hạnh phúc nhất khi là chính bạn. Mình nhận ra thế giới bên ngoài chính là phản chiếu của thế giới bên trong, nên mình có thể quyết định tương lai và thay đổi cuộc sống của chính mình theo ý mà mình muốn. Mình có thể lựa chọn và quyết định mình là ai. Hy vọng những chia sẻ của mình giúp cho các bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn và có thể sống là chính mình. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và bình yên. Xin chào.